Thùy Dương xin chào quý cô chú anh chị em và các bạn nha. Ngày hôm nay thì Thùy Dương cùng với mấy người bạn của mình sẽ đi ra ngoài, tại vì hôm nay thời tiết khá là đẹp, nắng rất là đẹp. Quý cô chú anh chị có biết không, trong cái giai đoạn này đó ở bên Na Uy là đang vào cái thời gian nghỉ phục sinh đó, và tất cả mọi người đây là một cái mùa lễ rất là lớn ở tại Na Uy đó quý anh chị. Thì tất cả những người đi làm việc đó, kể cả công hoặc là làm việc cho tư nhân, và tất cả mọi học sinh sinh viên sẽ có một cái thời gian nghỉ lễ cho cái mùa lễ phục sinh này. Cho nên là Thùy Dương cùng với nhiều người bạn của mình cũng sẽ có một cái chuyến đi nghỉ lễ phục sinh vài ngày hôm nay đó. Thì Thùy Dương cùng với những người bạn của mình sẽ đi lên một cái núi rất là cao, và từ chỗ nhà của Thùy Dương đó đi tới chỗ cái đỉnh núi này đó thì mất khoảng gần 6 tiếng đồng hồ đó. Và lái xe, anh chị biết cái quang cảnh ở bên Na Uy đó quý vị, trời ơi nhìn nó đẹp lắm luôn quý cô chú anh chị em ơi. Cái quang cảnh này nó ngộ một cái là mùa đông nó sẽ có cái nét đẹp kiểu mùa đông, mùa thu á nó có nét đẹp của mùa thu, mà mùa xuân á nó sẽ có cái đẹp để nét đẹp của mùa xuân, nó kỳ lắm, mà mùa hè nó càng đẹp hơn nữa. Và cái đặc biệt ở đây á, anh chị Thùy Dương để ý nè, ở phía cái con đường ở phía dưới đây á, thì anh chị sẽ thấy nó không có tuyết, nhưng mà lên càng lên trên cao, núi cao thì anh chị tuyết nó rất là nhiều, tại vì càng lên cao thì nhiệt độ nó còn lạnh á, cho nên vùng trên lên trên cao núi rất núi cao anh chị tuyết phủ đầy trên đó luôn, rất là đẹp. Và quý anh chị biết không, là cái người Na Uy á là họ gần như một năm đó quý vị, họ có rất là nhiều cái ngày nghỉ lễ luôn, mà họ phải nói học sinh ở bên Na Uy rất là sướng, nó nghỉ học hoài mà quý vị. Con của Thùy Dương từ ngày mà nó qua Na Uy nó rất là thích ở bên đây, không học chừng dài 3 tháng là bắt đầu có nghỉ lễ này nghỉ lễ nọ, mới vừa nghỉ lễ mùa đông xong khoảng 10 mấy ngày rồi bây giờ lại chuẩn bị là tiếp tục, bây giờ là thứ hai qua nè, ngày thứ hai đó anh chị, là nó lại bắt đầu là nghỉ cái mùa lễ phục sinh, nó lại nghỉ thêm khoảng là 7-8 ngày nữa, nó nghỉ tới hết một tuần lễ sau nữa nó mới đi học, rất là sướng luôn. Cho nên là ở bên Na Uy sướng lắm, đi làm đi học rồi nghỉ liên tục thôi đó quý cô chú anh chị, thấy không cái hoàn cảnh đó, anh chị thấy không, nó rất là đẹp ha. Và một cái điều này thì Dung nhắc nhở anh chị nè, quý cô chú nè, anh chị để ý coi có ai mà cất cái nhà mặt tiền á, cái chi tiết này là quý anh chị để ý trong nhiều cái video của Thùy Dương nha. Anh chị coi cái cách thức xây dựng nhà mặt tiền của họ như thế nào ha, rồi chúng ta nhìn lại Việt Nam. Rồi nhưng mà cái nữa là anh chị có thấy là ở bên hai bên cái ven đường á, là người ta có để những cái quán nước mía, quán cà phê không nha, để ý nha. Mấy cái này là khi mà Thùy Dương đi qua Na Uy á, không phải, Thùy Dương xin lỗi, Thùy Dương đi qua bên Singapore nè, Thùy Dương đi qua Malaysia đó, Thùy Dương để ý nha, hai cái đất nước này nó không có nha quý vị. Nhưng mà cái đời sống của người ta rất là tốt nha, chứ không phải Thùy Dương nói là để cho mấy cái anh gọi là quản lý trật tự đô thị á, cấm người ta ha. Trước khi cấm người ta thì phải giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền cho người ta, phải lo cho người ta cái sự sống trước cái đã. Người ta ổn định, người ta không buôn bán, nhưng mà người ta có tiền, người ta sống trước cái đã, thì người ta sẽ không có buôn gánh bán bưng. Tại vì ngồi vỉa hè buôn bán cực khổ lắm chứ mới sung sướng gì hết á. Nhưng vì khổ thì đói quá, họ phải lo cho gia đình thì họ phải ngồi họ buôn bán chẳng ai muốn hết á. Lo cho người ta đầy đủ đi rồi người ta sẽ không có bán. Đó, anh chị nhìn thấy không? Cái quang cảnh trời ơi nó đẹp thì thôi, đường xá, giao thông, xe cộ nó thông thoáng, ngồi trên xe nó sướng lắm anh chị. Và thật sự mà nói đó là một cái cảm giác rất là an toàn. Cái làn nào chạy theo cái làn đó, và tài xế xe rất là cứng cáp anh chị, nó không có chạy loạn choạng, lạng qua lạng lợi. Nhìn trời, nhìn quang cảnh mây xanh anh chị, nhìn mê ly luôn. Thật sự đó, nhìn đi không? Tại sao mà Thùy Dương đi, anh chị biết không, người ta đi là người ta phải nghỉ ngơi con mắt đúng không? Người ta ngồi người ta nói chuyện với bạn bè này kia nọ, chứ còn Thùy Dương là đi, tôi nói trước nha, Thùy Dương nói với mấy người bạn của Thùy Dương, tôi nói trước nha, tôi đi là không phải tôi chỉ đi chơi không đâu, mà cái nhiệm vụ của tôi á là tôi còn phải đi, tôi còn phải quay video lại để làm gì, để tôi cho bà con của tôi ở trong Việt Nam đó được cái nhìn ra nước ngoài qua cái camera của tôi. Tại ở trong nước á, họ không có được cái dịp để mà họ đi ra nước ngoài để họ du lịch, thì tôi muốn rằng là tôi ngồi trên cái xe đó tôi quay, không ai nói gì thì nói đi, còn tôi thì ngồi tôi quay, nó thông cảm cho tôi nha, cho tôi ngồi đằng trước đặng tôi quay.
Đó, tôi quay đăng chi đăng cho nó rõ, cho cái hình ảnh đẹp, phải nói với ông tài xế vậy đó anh chị, để cho mấy người bạn của Thùy Dương nó nhường chỗ cho Thùy Dương ngồi, đặng Thùy Dương quay cho quý vị coi, chứ ngồi ngồi đằng sau sao quay được, người ngồi đằng trước là nó cản camera của Thùy Dương, Dương không có quay được. Trời, Dương nói dữ lắm, Dương nói mà mấy người bạn của Na Uy cũng dễ thương, mấy người bạn của Dương là người Na Uy cũng dễ thương, ok. Nghe nói mà quay cảnh Na Uy mà đưa lên trên YouTube á, cho nhiều người cùng coi, họ khoái lắm. Họ thích quảng cáo đất nước của họ đến cho nhiều người biết lắm, họ cảm thấy họ tự hào lắm. Tại vì người Na Uy họ rất là hãnh diện, họ tự hào đất nước của họ. Họ đi nước này, họ đi nước kia đó quý vị, để họ biết những quốc gia đó như thế nào so với quốc gia của họ thôi, chứ còn họ rất là tự hào đất nước của họ luôn. Chính sách phúc lợi xã hội rất là tuyệt vời, đó, giàu có dễ sợ lắm anh chị. Đó, cho nên là tại sao mà Thùy Dương á, nói hoài cái vấn đề đất nước của người ta không. Bây giờ thì Dương sẽ kể một cái câu chuyện về cái cuộc sống thời xưa thời sửa của người Na Uy như thế nào cho quý vị nghe ha. Trong cái video này á, thì Dương cũng hạn chế bớt nói vấn đề chính trị chính em ở Việt Nam, mà lỡ như thì Dương mà có mà đề cập cái vấn đề chính trị chính em thì quý vị nhéo thì Dương một cái, kêu thì Dương ơi quên đi, thì Dương nãy giờ thì Dương là chính trị nữa rồi, nhéo thì Dương cho thì Dương tỉnh là thì Dương quên, tại vì cái gì nó cũng vô máu đó rồi anh chị, phải ám ảnh dữ lắm không. Bây giờ thì Dương kể như thế này. Đây là một cái đoạn đường mà Thùy Dương đang trên đường mà để đi lên một cái núi nha. Mà cái núi này là cái chỗ nào? Là lên cái chỗ nhà nghỉ dưỡng mà người ta gọi là Hịch Ta đó anh chị. Hịch Ta là cái tiếng Na Uy ha. Còn cái từ mà dịch ra là cái nơi nghỉ ngơi của những người Na Uy ha, là cái nhà nghỉ mà Việt Nam mình gọi là nhà nghỉ dưỡng. Nhưng mà ở Việt Nam nghỉ dưỡng nói như thế nào là nơi rất sang trọng ha, đồ nội thất, đồ rất là cao cấp, đồ này kia nọ, đời sống có nghĩa là vô trong đó sẽ có người cung phụng ha. Còn ở bên đây cái Hịch Ta là gì? Cái đời sống của người Na Uy đó bình thường là họ sống rất là đầy đủ, máy móc thiết bị trong nhà của họ đó là đầy đủ hết, tối tăm hiện đại, tại vì đủ máy móc hết. Bây giờ cái Hịch Ta là cái gì? Cái Hịch Ta là cái nhà nghỉ dưỡng, nhưng mà cái đó là cái nơi để họ đến để họ sống lại những cái sự giống như là cái thời gian mà của ông bà của họ ngày xưa sống như thế nào đó, thì bây giờ họ sẽ lên trên đó họ sống như thế đó, sống lại giống như là họ sống lại cái thời gian mà ông bà của họ sống ngày xưa đó. Và Thùy Dương nghe cái người bạn Na Uy của mình kể lại như thế này nè, tại vì cái nhà nghỉ mà Thùy Dương đến đó là cái nhà mà được thừa kế lại từ bởi bà cố gì của người bạn của Thùy Dương á. Rồi sau đó bắt đầu là bạn của Thùy Dương kể dài lắm, nhưng mà Thùy Dương tóm tắt thôi, thì cái nhà nghỉ dưỡng này được thừa kế lại từ nhiều thế hệ rồi, và tới bạn của Thùy Dương là thế hệ cháu á. Và Thùy Dương cũng đến đó anh chị, anh Dương nói thiệt với anh chị là cái video này là Thùy Dương đã quay rồi ha. Bây giờ Thùy Dương nói cho anh chị nghe, thì Dương được biết rằng là cái thời mà khoảng mấy trăm năm về trước á, mấy trăm năm họ kể là mấy trăm năm hơi quá, thì khoảng một trăm mấy chục năm về trước á, thì đời sống của người Na Uy rất là khó khăn, nghèo khổ, thì họ cũng khoan giếng anh chị, họ cũng khoan giếng nước giống như bên Việt Nam mình làm giếng khoan vậy đó. Thì họ, mà anh chị biết mùa đông thì họ sống làm sao? Tại vì Dương đến cái Hịch Ta này, Dương đến cái nhà nghỉ này cũng vào mùa đông ha. Thật sự anh chị, Dương nói phải nói người Na Uy họ mạnh mẽ ghê lắm, họ mạnh mẽ dễ sợ. Thì họ cũng khoan giếng, rồi bắt đầu anh chị biết không, đồ ăn của họ đó, mà họ ăn xong anh chị chỉ cần họ để cái dĩa một tí xíu thôi, chừng 30 giây thôi là tất cả đồ ăn đóng mở hết. Tại vì nó lạnh dữ lắm, nó rất là lạnh. Thì Dương hỏi anh chị thử đoán xem nha, nếu mà cái dĩa đồ ăn nó đóng mở như vậy đó, quý anh chị làm sao quý anh chị rửa? Nếu mà quý anh chị chưa có nghe tiếp theo mà quý anh chị đoán được là quý anh chị rất là giỏi luôn. Mở không làm sao mà rửa được anh chị, thời tiết lạnh như em sao? Họ phải đi ra ngoài, họ khoan cái giếng anh chị, họ lấy nước từ cái giếng đó, họ xách cái nước đó vô, mà dưới cái nước nó đục ngầu mà. Cái nước nó đục ngầu thôi mà nó hôi nữa, thì lấy cái nước đó vô, xong rồi ở trong đây mới gì anh chị bật củi lên, đốt củi lên, lấy cái nồi, bỏ nước vô ha, bưng lên nấu sao anh chị? Cái nước nóng đó thì mình bắt đầu mới lấy dĩa, mấy cái dĩa mà mình ăn đó, dĩa rồi muỗng rồi nĩa đó, thì mới bỏ vô cái nồi đó đó anh chị, bỏ xà bông vô, bỏ vô cái nồi đó mới rửa, nó mới ra cái mỡ, nó mới tan. Thì rửa xong rồi bắt đầu họ mới để lên cái kệ ha, rồi bắt đầu phải có người lau
khăn lau, lấy cái khăn nó lau cái dĩa, cái chén đó cho nó sạch sẽ đó. Mà anh chị biết không, trời thì lạnh như vậy đó mà họ đi ra họ xách từng xô, họ sống lại cái thời ngày xưa phải nói Dương rất là nể anh chị. Có nghĩa là họ sống một cái bình thường đó, họ đời sống của họ bình thường là đầy đủ á, chỉ cần lợi cái vòi nước mở ra là có nước nóng, dặn trái dặn phải là có nước nóng nước lạnh liền ngay lập tức. Rồi bây giờ là nhà của họ có máy rửa chén, chỉ cần mà chén bát ăn xong chất vô cái máy đó nó đầy rồi thì bật nút lên, nhấn nút thì nó rửa. Nhưng mà không, cái thời gian mà họ vào những cái kỳ nghỉ đó, họ sẽ đưa gia đình của họ đi lên những cái nhà nghỉ. Một là mùa đông thì đưa lên trên núi để anh chị đi trượt tuyết, mùa hè thì xuống với những cái nhà nghỉ ở vùng biển đó anh chị, để làm gì, để tắm, để bơi ha, để đi câu cá rồi đó. Họ có những cái hoạt động rất là vui đó. Nhưng mà trong cái này thì Dương kể cái đời sống của người Na Uy vào mùa đông mà khoảng 100 mấy chục năm trước chú anh chị nghe. Thì sao anh chị biết không, họ ăn á, họ bây giờ ở người ta sống cái đời sống bình thường á, thì người ta sẽ phân loại, người ta phân loại ra xương cá, xương gà hoặc là vỏ trái cây đó, họ sẽ đặt trong một cái bịch màu sắc khác đó, rồi để họ đem ra ngoài cái chỗ mà dục rác họ dục. Nhưng mà lên trên cái nhà nghỉ á, anh chị, nhà nghỉ dưỡng, mình gọi là nhà nghỉ dưỡng tiếng Nam Quy Lâm Hịch ta ha, thì họ ăn xương gà đó. Thì Dương thấy bạn của mình, Dương thấy rõ ràng cái dĩa của bạn của Thùy Dương á, nó có xương đàng hoàng, mà tại sao mà lát hồi á, Thùy Dương đứng lên, Thùy Dương làm công việc của Thùy Dương, cái Thùy Dương quay lại thì cái dĩa xương gà của Thùy Dương còn, mà cái dĩa xương gà của bạn của Thùy Dương thì nó mất tiêu. Thùy Dương không nói, không để trong bụng á, không lẽ bạn của Thùy Dương nó ăn luôn xương gà, trời sao giỏi dữ vậy, sao người Na Uy giỏi gì. Dương nhớ là người Việt Nam á là sống khó khăn, sống thiếu thốn thì họ mới nhai luôn cái xương gà, nhưng mà họ nhai rồi một hồi đó là họ nuốt hết cái chất trong cái xương gà, rồi họ cũng nhả cái xác ra, chứ họ đâu có nhai luôn cái xương gà, họ nuốt luôn đâu. Mà tại sao người Na Uy giỏi như vậy trời, mất hết xương gà. Thì một hồi sau lâu lắm luôn đó anh chị, Dương thắc mắc mà Dương không dám hỏi. Mình đôi khi mình nghĩ trời, cái tụi Na Uy mà nó ăn luôn cái xương gà mà mình vậy, mà mình chừa lại mình thấy mình kỳ quá. Mà thật sự là xương gà sao dương nuốt luôn cái xương được không được. Cái Dương đợi, Dương nói thiệt với anh chị là Dương đợi, một hồi sau thì Dương mới phát hiện ra là cái xương gà đó đó là bạn của Thùy Dương á, là không có ăn, mà bạn của Thùy Dương quăng nó qua mở cái cửa sổ ra. Anh chị biết không, cái nhà nghỉ ở trên núi nó rất là lạnh, mà mở cửa sổ ra một cái trời, cái hơi lạnh nó vô teo tái tê tâm hồn anh chị. Mặc dù rằng là cái nhà trong đó là có đốt củi, nhưng mà cái sức lạnh nó cũng không xi nhan gì hết, không xi nhê gì hết á. Thì bạn của Thùy Dương mới nói với là Thùy Dương là cái xương gà đó là cái thời của bà của tôi đó, bà ông của tôi là mỗi lần ăn xong cái xương cá xương gà đó thì mở cửa sổ ra quăng ra ngoài, tại vì cái môi trường núi đó thì sẽ có nhiều cái con vật á, ví dụ con sóc rồi đó anh chị, nó sẽ tới đó và nó sẽ gặm những cái xương đó nó ăn nó. Thì nó trời, tôi tưởng đâu, tôi trong bụng nghĩ thôi anh chị, tôi tưởng đâu mà bạn ăn luôn được, cái tôi ngưỡng mộ bạn luôn á, bạn nhai xương gà luôn là bạn quá trời quá đất rồi. Tại vì có một lần á là Dương mời mấy người bạn của Thùy Dương tới nhà, thì Dương có làm cái món tôm, cái món tôm xào mì á anh chị, cho bạn của Thùy Dương ăn. Thì mấy người bạn của Thùy Dương trong đó có một vài người ăn luôn cái đuôi tôm, mà tôm của Thùy Dương á thì Dương chiên giòn lên làm ngon lắm, mà nó nhai luôn cái đuôi tôm, nó nhai luôn anh chị. Mình trong khi Thùy Dương là người Việt Nam mà anh chị biết rồi, ăn gọi là ăn lấy ăn để đúng không, nhưng mà chưa ít khi nào mà Thùy Dương ăn cái đuôi tôm lắm, mà Thùy Dương sẽ bỏ cái đuôi tôm Dương chừa lại thì bạn của Thùy Dương nhai luôn. Trời ơi, Dương giật mình anh chị, hết hồn hết vía luôn anh chị, ngạc nhiên quá trời luôn đó. Thì Thùy Dương nói ok vậy được rồi, vậy là tụi bay không có nhai xương gà ha, tụi bay giục cái xương gà ra cửa sổ đó. Anh chị biết sao không, bây giờ là khi mà Thùy Dương được thông báo là sẽ có một cái chuyến đi lên núi, thì bạn của Thùy Dương dặn là không có mang gì theo hết, mang một ít đồ ăn thôi, tại bạn Thùy Dương có. Thì nước nôi thì Dương đâu có biết anh chị, thì Dương cũng nghĩ trên những lần thì Dương đi thịt tê rồi, thì Dương nghĩ là nó trên đó nó có đầy đủ hết ha, nước nôi đầy đủ. Nhưng mà trời ơi, thì Dương lên trên đó thì Dương mới bật ngửa, thì bạn của Thùy Dương mới ra ngoài chỗ cái gọi là cái máy, hồi nãy gọi là cái gì anh chị, cái máy khoan đó, máy khoan nước á, thì mới xách hai cái xô nước vô. Thì tối anh chị ăn uống xong đánh răng, trời đất ơi, thì Dương muốn chết luôn anh chị ơi.
Chị Ông nói, mặc dù ngày xưa thì Dương đã sống trong cái môi trường là nghèo khổ và lấy nước mương đánh răng rồi, không? Nước mương nước phèn đánh răng rồi, nhưng mà lâu rồi thì Dương không còn sống trong cái hoàn cảnh đó nữa, không còn dùng nước mương để đánh răng nữa rồi. Thì Dương đã dùng cái nước sạch đó quen rồi, thì lên trên núi đó quý vị. Thì Dương mới lấy cái nước mà của trong cái giếng á, thì Dương đánh răng. Trời ơi, ngậm vô miệng một cái nó muốn ói luôn anh chị, nó có cái mùi hôi của giếng, mùi hôi nước, nó mùi hôi nó tanh tanh anh chị, nó khó chịu. Người bạn Na Uy của Thùy Dương á, Thùy Dương coi họ làm sao, họ bình thường lắm anh chị ơi, họ rất là bình thường. Có nghĩa là sao anh chị, bình thường họ sống ở điều kiện đầy đủ như vậy đó, nhưng mà khi họ trở lại cái đời sống mà nhà nghỉ, mà có kiểu giống như là họ sống giống như ông bà con họ sống ngày xưa vậy đó, sống thiếu thốn, nước nôi phải sách, không có điện đóm, có điện nhưng mà không có xài điện nhiều, không có lò sưởi điện giống như người ta, mình phải đốt bằng củi, rồi trong không gian đó tất cả mọi thứ đều cổ hết anh chị, nó không có giống như là cái đời sống bình thường của họ, mà họ tỉnh bơ anh chị, họ mặc quần áo, họ có thể mình không diễn tả được luôn anh chị, họ hay vậy đó, họ rất là hay, mà trời đang lạnh lẽo mà họ sống mà họ thích nghi được anh chị, hay dễ sợ. Bởi vì tôi Dương nói là cái người Na Uy họ rất là họ có nghị lực ghê đó. Thì khi mà thì Dương quan sát thì Dương ngưỡng mộ họ, tại Dương nói trời ơi, tôi mà biết đánh răng, dùng cái nước này mà đánh răng thì tôi mang nước theo, chứ còn cái nước này tôi đánh răng tôi ngậm được, tôi chịu không nổi luôn anh chị biết không, là thì Dương nó có biết để thì Dương mang nước theo đâu, mà anh chị biết mà mang nước theo 1 lít 2 lít nó nặng, đâu có mang theo đâu, cho nên là lúc mà khát nước anh chị, trời ơi, lên trên đó cái bạn của Thùy Dương biểu nó lấy cái nước giếng đó uống đi, làm sao Dương uống được, Dương chịu không nổi. Cái Thùy Dương mới nói họ để tôi ra tôi lấy cái tuyết đó anh chị, lấy cái tuyết đó thì Dương bỏ vô ly, mà lúc mà khát nước quá mà đợi tuyết nó tan không biết chừng nào tan anh chị, nhịn luôn không có uống nước. Đợi tới buổi sáng anh chị nó tan ra thì trong cái tuyết nó có cái gì đen đen đậm á, trời ơi đâu có dám uống, anh chị cũng nhịn luôn à. Sáng ra cái bạn của Thùy Dương nó lấy sữa ra, lấy đồ ăn ra, thôi bây giờ uống sữa để mà mình thay nước. Nhiều khi á Thùy Dương nói thì quý cô chú anh chị em không có hình dung ra hết ha. Quý cô chú anh chị nhìn cái xô này đi, nhìn giống như ở Việt Nam không, y chang luôn đó. Mấy cái xô này dùng để mà đi ra ngay chỗ cái giếng nước anh chị, họ khoan đó, họ lấy, họ dùng cái tay họ gạt lên gạt xuống á, thì nước nó chảy ra họ mới xách vô. Mà anh chị biết thời tiết nó lạnh kinh khủng, lạnh tê tái tâm hồn cống rống luôn anh chị đó. Thôi anh chị thấy không, xách nước vô. Hello quý chị, cho anh chị coi nè, thì Dương đang ở một cái chỗ mà tuyết quá trời luôn nè. Trời ơi, tuyết. Cái chỗ nhà của Thùy Dương không có tuyết nhiều, nhưng mà ở đây nó tuyết quá trời tuyết luôn. Dễ sợ không? Lạnh, dễ sợ lạnh luôn quý vị. Ôi nó cười à. Ồ, lạnh giá man luôn, lạnh kinh khủng. Trời ơi, cái chỗ Thùy Dương đang ở là trên cái núi cao lắm, rất là cao luôn. Mà trên đây tuyết còn quá trời luôn anh chị, tại vì trên núi mà, cho nên là nó lạnh ơi là lạnh. Lạnh khủng khiếp. Mà Thùy Dương đang ở chỗ một cái nhà nghỉ dưỡng của người Na Uy á anh chị. Tại vì cái văn hóa của người Na Uy nó có nhiều cái nó hay lắm, Thùy Dương cũng đang học hỏi tìm hiểu thôi. Hôm nay Thùy Dương đi ké anh chị. Trời ơi, xung quanh đây hả, tuyết quá trời mà xung quanh là núi non trùng trùng điệp điệp luôn quý vị. Đẹp dễ sợ đẹp luôn, đẹp ghê lắm. Nè, nhìn thử nha. Đây là cái quang cảnh phía trước nhà của bạn của Thùy Dương nè anh chị. Đó, anh chị thấy nhìn bên ngoài không? Đó, bên ngoài là đồ cổ nè. Đó. Họ có làm hàng rào để cho mấy cái con hươu anh chị nó không có vào nhà hay sao á. Đó. Đó, có những cái đồ cổ hồi xưa nè, củi nè. Cái đây là nơi nhà nghỉ của người ta thôi nha anh chị, ở bên ngoài nè. Đó. Họ sống từ cái kiểu cổ của ông bà họ ngày xưa, họ sống lại cái kiểu ông bà họ ngày xưa đó. Và anh chị biết xung quanh đây nè, anh chị có núi nè. Núi non trùng trùng đẹp đẹp luôn. Lạnh quá trời lạnh luôn. Trời ơi nhìn đẹp quá anh chị ơi, mà tay của Thùy Dương lạnh quá trời luôn á anh chị, lạnh dễ sợ lạnh luôn anh chị coi nè. Đẹp quá à. Anh chị biết không, nếu mà cái bàn chân của Thùy Dương á, mà Thùy Dương không cột cái này vô đó, thì Thùy Dương đi trên cái tuyết này nè, nó sẽ lún xuống. Nó lún lên tới đây luôn nè anh chị, nó lún lên tới cái đùi của Dương luôn nè, nó lún tới đây luôn nè. Cho nên nó là phải mang cái này vô.
Đó, mang cái này vô thì đi. Đó, mang hai cái này vô thì nó giữ trên đây, nó không có bị lún xuống nè. Đó, thấy hay không? Nếu mà Thùy Dương không mang hai cái này đó thì nó đi nó sẽ lún xuống nè. Nó lún xuống sâu lắm, đi là ướt quần luôn á, nhưng mà mang hai cái này đi là không bao giờ bị lún. Nè anh chị coi nha. Cái này nó sâu lắm luôn á, mà đi cái này rất là thoải mái, không bao giờ sợ luôn. Mắc cười không? Mà đi mở hai cái chân ra, không có đi gần vô, mở ra. Anh chị thấy cái dấu không? Này dấu nè. Đó, dấu đó, dấu đó của Thùy Dương đó. Dấu của Thùy Dương đó quý vị. Và xung quanh đây nè, cây cối nè anh chị, thấy không? Trời ơi, nó một màu tuyết trắng luôn á, phía đằng kia có mặt trời mọc kìa. Trời ơi, đẹp quá nè. Và Thùy Dương tiếp xúc với những người bạn Na Uy á, thì quý anh chị biết không, là Thùy Dương thấy ở họ có một cái tính tự lập rất là lớn. Thùy Dương quan sát, Thùy Dương thấy là việc nhà, việc cửa ở trong ngoài họ làm hết luôn anh chị, ngạc nhiên vô cùng. Ví dụ như nhà của họ, họ cần lót cái nền nhà bằng gỗ đó anh chị, là họ tự tay họ mua gỗ về, họ đo. Họ đo rất là hay. Cái điều đó Thùy Dương chỉ được mở cái tầm nhìn của mình ra khi Thùy Dương đến Na Uy thôi, chứ còn ở Việt Nam là Thùy Dương không có thấy. Mà anh chị biết là thường là những người thợ á, thì người ta mới có cái kỹ thuật người ta làm, đúng không? Còn ở này á, ở bên Na Uy là gần như những người đàn ông trong gia đình họ có khả năng làm hết. Đa phần luôn là những người đàn ông trong các cái gia đình đó là biết làm hết. Họ biết cách cắt gỗ, cắt cây, họ biết lót nền nhà, nói chung là họ làm được hết tất cả mọi chuyện luôn. Đó là cái sự việc mà làm cho Thùy Dương rất là ngạc nhiên khi đến Na Uy luôn. Người ta mua bàn ghế anh chị không giống như bên Việt Nam đâu, là mình đi ra ngoài tiệm ha, mình nói là tôi muốn cái bàn này, tôi muốn cái giường này, là họ chở nguyên cái tủ, họ chở nguyên cái bàn, họ chở nguyên cái giường về cho anh chị. Còn ở bên đây là không có đâu, anh chị đi vô trong cái cửa hàng đó ha, nó trưng mẫu cho anh chị coi nguyên cái giường đó, nó hình dạng nó như vậy đó. Nhưng mà anh chị nhớ cái mã số của nó, anh chị đi xuống cái kho đó, anh chị bưng nguyên cái hộp đó, nó sắp xếp hết, nó chuẩn bị đầy đủ cho anh chị, ốc tán vít gì đó anh chuẩn bị đầy đủ hết. Anh chị bưng cái hộp đó về, anh chị tự lắp ráp, anh chị tự gắn. Nó có một cái quyển sách hướng dẫn đó, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 đó, anh chị làm sao thì làm theo hướng dẫn của nó để anh chị lắp ráp thành cái tủ quần áo, hoặc là lắp ráp thành một cái giường, là tự về mua về tự lắp ráp. Nó làm cho con người ta, anh chị tất cả mọi thứ ở bên đây mua về và tự làm lấy, chứ không có làm sẵn. Và vì lẽ đó cho nên á, Thùy Dương nói với quý anh chị là ở nước ngoài rất là bận rộn, tại vì gần như tất cả mọi thứ là mình phải mua về mình tự làm hết, chứ không có làm sẵn. Nó làm như vậy Dương thấy rất là hay. Nó làm cho con người ta chủ động trong cái đời sống của họ, nó họ có trách nhiệm với nhau hơn. Còn ở Việt Nam là muốn cái gì đi ra có sẵn hết anh chị đó, thì dĩ nhiên anh chị phải trả một cái phí rất là cao, cao lắm khi anh chị mua, tại vì nó tính hết cái lắp ráp công chuyên chở vận chuyển của bên đây ha. Anh chị muốn rẻ thì anh chị tự mua về, anh chị tự gắn vô nó, anh chị tự có xe anh chị tự chở về. Còn anh chị không có xe thì anh chị muốn xe chở về. Nhưng mà đa phần ở bên đây là người ta có xe và người ta chở về, và người ta tự lắp ráp từ cái giường, từ cái tủ ha, từ cái bàn học, tất cả mọi thứ là họ mua về, họ tự lắp ráp hết luôn đó anh chị. Rất là giỏi, đàn ông hay đàn bà họ đều có khả năng, họ tự làm hết luôn. Cái điều đó Thùy Dương chỉ được mở mang tầm nhìn khi Thùy Dương tận mắt chứng kiến. Thùy Dương mới ngạc nhiên, đi từ cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác thôi. Chứ mà nếu Thùy Dương còn ở Việt Nam mà Thùy Dương nghe người ta kể lại, Thùy Dương sẽ cũng không thể nào hình dung đúng được. Chỉ khi nào mình tận mắt, mình đến đây, mình sống, mình ở, mình tiếp xúc, mình mới có thể tin. Chứ Thùy Dương nói 10 mà quý vị chừng hình dung được 5 mà thôi. Và đặc biệt đàn ông ở bên đây anh chị, họ chia sẻ, họ giúp đỡ công việc nhà rất là nhiều. Đàn ông Việt Nam thì Thùy Dương không dám chắc chắn 100% ha, nhưng mà đàn ông người ngoại quốc, kể cả người ở những quốc gia khác ha, hoặc là người Na Uy, Thùy Dương thấy là đa phần họ đều có khả năng tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân họ, tự vệ sinh quần áo nhà cửa, họ tự làm hết.
và Dương thấy là đa phần là họ có một cái tinh thần tự lập rất là hay luôn, và họ làm họ rất là giỏi. Những người bạn mà thì Dương biết họ giỏi cực kỳ luôn anh chị, điện nước cái gì họ cũng sửa được, họ nhìn vô bất cứ một cái vấn đề gì họ cũng đều khắc phục được hết. Cho nên là trời ơi, phải nói là mình bước đi ra ngoài rồi mình mới thấy. Thì Dương không có chê, nhưng mà cái môi trường sống ở tại Việt Nam á anh chị thì có thể nó bị ảnh hưởng một phần ha. Nhậu nhẹt, cái đàn ông ở bên nước ngoài anh chị họ không có nhậu nhẹt giống như đàn ông Việt Nam đâu. Trời ơi, họ đi làm sao cái giờ mà đi làm về là họ dùng thời gian rất là nhiều cho cái ngôi nhà của họ. Họ trang trí, họ thiết kế, họ thấy chỗ này không đẹp, họ sửa. Họ thấy chỗ kia chưa có xinh xắn lắm thì họ sửa, họ làm sao cho cái mái ấm, cái ngôi nhà của họ đẹp càng thêm đẹp anh chị ơi. Chứ không phải là họ đi nhậu, họ đi làm xong rồi họ phải gặp sếp của họ, họ phải gặp người này người kia để tạo mối quan hệ, để tiến thân. Tại vì cái xứ sở này không có. Họ chú trọng vào anh chị, cái đất nước người ta xây dựng là chú trọng vào cuộc sống gia đình nhiều hơn. Công việc thì công việc, nhưng mà cuộc sống gia đình rất là quan trọng. Những ngày nghỉ lễ đó anh chị là phải dành thời gian chở gia đình đi chơi. Thời gian là quan, cái thời gian mà dành cho gia đình là quan trọng nhất luôn á. Chứ ở bên đây bạn bè lâu lâu rảnh thì gặp nhau ha, chứ không phải là ô bạn bè của tôi vợ tôi không cần, thì nhưng mà bạn bè tôi là số 1, không có. Cái quốc gia của người ta gia đình là số 1, con cái vợ chồng là số 1. Đó, ưu tiên số 1, cái ngôi nhà của họ là ưu tiên số 1 luôn. Sau giờ mà đi làm về là về thẳng trong nhà, đó, chợ búa cơm nước để cho quay quần với nhau, gia đình ăn uống ha. Cho nên cái ngôi nhà của người ta lúc nào cũng sạch sẽ, cũng gọn gàng, cũng tươm tất hết quý vị ơi. Đó, cái đó là cái sự khác biệt thì Dương chia sẻ ha, chứ không phải là phản động ha. Anh chị nhìn thấy không, đây chỉ là một cái nhà nghỉ của người ta thôi đó, mà vườn sắp xếp rất là đẹp ra, anh chị nhìn thấy không, nó đẹp ha, nó xây dựng này rất là đẹp. Mà đặc biệt cái là anh chị thấy ở đâu anh chị cũng thấy sắc đó. Đối với người Na Uy đó thì Dương trong vô cái nhà của người ta là ở đâu anh chị cũng thấy sách, sách quá trời sách luôn, chất đóng mà tủ trong nhà của người ta cái gì không có nhiều, chứ sách là anh chị thấy quay ở góc độ nào anh chị cũng thấy người ta để sách, để hình ảnh, hay là người ta viết chữ viết từ, người ta làm rất là trật tự ngăn nắp hay lắm. Trời ơi, cái đời sống của người ta nó đâu ra đó anh chị ơi, trật tự nề nếp dữ lắm luôn, phải là ngưỡng mộ luôn. À, cái mọi cái ra anh chị, cái màn cửa thôi đó, cái màn cửa mà họ còn ghi chú anh chị, họ ghi chú ở cái màn cửa này ở hướng đông, cái màn cửa này dành cho phòng khách ở hướng đông hướng tây không, cái màn cửa này dành cho nhà bếp ở hướng nào họ ghi rất là kỹ lưỡng. Trời, họ ghi ra chi tiết những việc cần làm khi đến cái nhà nghỉ dưỡng này, 1, 2, 3, 4 đó, rồi bắt đầu là khi rời khỏi nhà nghỉ dưỡng này thì phải làm những gì, họ làm đâu ra đó bài bản hẳn hồi anh chị, thì chỉ cần dựa vào đó mà làm theo thôi. Nó dễ như vậy đó. Trời, thật sự thì Dương đến đất nước này thì Dương thích cái cách sống ở đây ghê nơi luôn. Đó chính là cái cách mà thì Dương muốn sống. Có nghĩa là chỉ cần tất cả mọi thứ rõ ràng từ lúc ban đầu, và người ta chỉ dựa vào trong đó thôi là người ta sống thôi. Không có cái gì phải rắc rối, không có gì phải khó khăn hết. Anh chị biết từ ở ngoài cái con đường này mà đi vô trong cái nhà nghỉ anh chị là tuyết nó cao lên gần 1 mét. Anh chị đi mà anh chị không biết cách đi đó là anh chị sẽ bị lún xuống, anh chị không thể nào đi được hết. Vậy thì Na Uy, người Na Uy họ làm bằng cách nào? Thì đây Dương thấy có một anh bạn nè, thì Dương cho anh chị coi đi, họ anh chị nhìn để ý xa xa, nhìn thấy họ lướt đi giống ma không? Đó, họ đâu có đi bình thường đâu. Đó, họ không đi bình thường mà họ lướt đi. Họ lướt đi tại sao anh chị? Tại vì nếu mà họ đi chân không là họ sẽ bị lún. Nhưng mà họ đi bằng cái cây anh chị, gọi là giống như đi trượt tuyết anh chị, họ đi bằng cái cây đó thì họ không bị lún, và họ nó trượt đi rất là nhanh. Cho nên tại sao người Na Uy đó anh chị, ngay từ lúc mà con của họ còn nhỏ đó, họ đã dạy con họ cái cách để mà đi trên tuyết như thế nào. Nên anh chị ấy nhìn đi ban đêm mà anh chị nhìn thấy cái người này đi là anh chị không xỉu thôi, tại họ không có đi bình thường. Nó đi nó giống như bay vậy, trượt giống như bay vậy, nhưng mà dưới chân họ là có hai cái miếng dài đó, anh chị thấy họ đi không? Đó. Nó ban đêm mà bóng đèn pin mà rọi vô, mà cái người này chỉ cần mặc áo trắng mà anh chị thấy là anh chị sẽ đứng anh chị xỉu luôn. Đó, tại vì đi y như là bay vậy đó, giống như là không có thấy chân người ta mà đi lướt lướt lên, anh chị thấy xỉu. Không biết là quý anh chị nãy giờ quý anh chị coi quý anh chị thấy như thế nào, nhưng mà thì
thì Dương cảm thấy rất là ngưỡng mộ, nể phục cái người Na Uy luôn anh chị. Và cái câu chuyện của người Na Uy thì nó còn rất là dài ha, nhưng mà anh chị biết rằng là họ cũng đã có một giai đoạn họ sống giống như là thời kỳ mà gọi là khó khăn, anh chị biết không, là nhiệt độ nó lạnh như vậy. Anh thì Dương nghe kể là những người chú bác mà đến Na Uy mấy chục năm về trước anh chị, và mùa đông có khi nó lên tới âm 30 độ luôn đó quý vị, đó là ở trong thủ đô đó nha. Mà anh chị lên trên núi cho anh chị nghĩ coi, có những nơi âm 40 mấy độ luôn mà nó lạnh cỡ nào. Vậy mà người Na Uy người ta cũng sống được, không? Sống được tuốt hết mà lạnh lẽo, tay chân tê cống đóng. Thì Dương mà nói thiệt với anh chị thì Dương chịu lạnh không có nổi. Nhưng mà mình chỉ cần mà có quần áo đầy đủ ấm, bao tay đủ ấm thì mình cũng có thể sống được thôi, không có cái gì là khó khăn hết. Nhưng mà cái thì Dương muốn nói là cái người Na Uy họ sống trong cái điều kiện 6-7 tháng lạnh, lạnh tê tái như vậy, trồng trọt khó khăn, di chuyển đi đứng cũng khó khăn, xe cộ mỗi lần anh chị biết tuyết nó rơi một cái là bị kẹt đường. Tại vì tuyết nó ngập đường anh chạy, và anh chị mà chạy nó trơn rồi dễ gây tai nạn giao thông nữa. Còn Việt Nam thì anh chị thấy là có tuyết không? Không có tuyết, chỉ có nắng nè. Nắng nóng rồi đôi khi là có như bão lũ thôi, nhưng cũng không có đến nỗi tuyết rơi ngập, mà tuyết rơi ngập bình địa luôn. Nhưng mà người ta cũng có cái cách để mà người ta sống, người ta thích nghi với cái trong cái hoàn cảnh là tuyết rơi nhiều, nhưng người ta vẫn sống được, sống tốt. Mà cái đất nước của người ta bây giờ nói tới Na Uy, anh chị lên trên mạng gõ tới coi, trời ơi, một trong những cái quốc gia mà có một cái điều kiện sống về kinh tế khá là tốt luôn á. Thì có nhiều người cô chú bác cũng lên nói là Na Uy là một trong những quốc gia rất là giàu, giàu nhất trên thế giới, không? Đó là Thùy Dương cũng đang ở đây, và Thùy Dương rất là may mắn, Thùy Dương ở ké thôi. Mình cứ thắc mắc là một cái quốc gia mà 6-7-8 tháng trời mùa đông lạnh lẽo như vậy, mà hả, trời ơi, anh chị biết tới thời điểm này là họ cưu mang biết bao nhiêu ngàn người Ukraine đến Na Uy để xin tị nạn chính trị không? Ngày xưa tới giờ họ cưu mang biết bao nhiêu người tị nạn chính trị từ nhiều quốc gia khác tới. Quá trời, Việt Nam có, Syria có, Afghanistan có, Palestine có, rồi bây giờ là Ukraine, hằng hà. Làm sao mà họ có tiền để họ, anh chỉ biết cái quy chế dành cho người tị nạn nó rất là cao luôn đó. Cấp nhà cho ở, phải nuôi học trong thời gian bao lâu, trong thời gian người ta đi học như vậy phải cho tiền người ta đi học nữa. Nó là nuôi một người tị nạn anh chị là tiền không luôn đó. Mà anh chị biết mà Na Uy nuôi hết lớp này tới lớp khác biết bao nhiêu người đến từ nhiều quốc gia khác nhau rồi, mà tại sao ta nuôi nổi? Anh chị thấy Việt Nam có ai mà được mà hưởng cái quy chế tị nạn chính trị mà được chính phủ nhà nước Việt Nam nuôi không? Trời ơi, dễ gì có. Nó bóc lột, nó lấy còn không kịp, nó ở đó mà nói chuyện cho, không có đâu anh chị. Anh chị thấy không, người Na Uy đó, họ đi đó anh chị đó. Họ đi vậy không á, họ đâu có đi bình thường giống như mình đâu. Tuyết mà nó ngập cao như vậy thì làm sao mà đi bình thường được. Mà anh chị thấy là cái đồi của họ, cái đồi nó lên càng ngày càng cao, mà anh chị thấy họ vẫn đi được bình thường. Anh chị thấy cái thể lực của họ rất là khỏe mạnh luôn á. Mà anh chị biết cái người đàn ông đi lần trước đó là người đàn ông lớn tuổi già rồi đó, mà anh chị thấy họ đi không? Cái đó là đi leo trên dốc đó anh chị. Nó thì thôi, cái video clip của Thùy Dương nó cũng dài rồi quý vị ơi, Thùy Dương chia sẻ chút xíu thôi để quý vị hình dung ra ha. Rồi Thùy Dương cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian để theo dõi cái video của Thùy Dương nha. Thùy Dương sẽ cố gắng quay thật nhiều video cho quý anh chị. Rồi Thùy Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị, Dương sẽ trở lại trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.